Chào các bạn, hôm nay cùng tô bức tranh này với mình nhé. Mình sẽ tô mái tóc của cô gái này màu nâu. Bộ đồ này mình sẽ tô màu xanh này. Tôi giày mình sẽ tô một tím, và không mình sẽ tô cái màu tím trước. Tôi giày mình sẽ tô màu xanh này. Lan can này mình sẽ tô màu tím nhạt. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.